Anh em cần mảnh gốm của căn nhà này mà không bị kẻ đột vào, anh em liên hệ số điện thoại 07 08 252 799 cho anh Thuận để tới kiểm tra. Anh em lưu ý, hôm nay Thuận đã đặt ra và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ cần cắt, ghép, chỉnh sửa, lọc bỏ âm thanh nhà và bản tất cả các loại tiếng chim vô cư mới nhất trong 5 tháng. Anh em xem qua clip này, hay thì hãy bấm like, đăng ký kênh, đồng thời anh em cho thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em cần mảnh gốm của tiếng hôm nay mà không bị chặn vào, anh em liên hệ số điện thoại 08 252 799 gặp anh Thuận để tư vấn. Anh em lưu ý, tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận trong nhiều năm qua, về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ nhận cắt, ghép, chỉnh sửa, lọc bỏ âm thanh rè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like, đăng ký kênh, subscribe. Đồng thời anh em cho thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Anh em rất nhiều ạ. Thank you.